trừ xích giao bi thương kha khá ra thì hẳn không còn mối lo tính mạng bọn họ là đệ tử xích tinh nhưng ta thì bây giờ đã không còn là người trong xích tinh ngươi muốn dùng chúng uy hiếp ta thì ngây thơ quá rồi so với tính mạng của bản thân thủ hạ không đáng là gì linh thú cũng vậy tất nhiên lão phu sẽ không lấy tính mạng của bọn chúng ra để uy hiếp ngươi lão phu chỉ muốn mời ngươi nhìn một vở kịch hay giết người trung phàn dùng một kích đánh hắn ta thành huyết vụ mên đã tốc biến khỏi đó tránh dính tiết của hắn làm bẩn áo hắn tới rồi cẩn thận phía sau lô tuyết đã xuất hiện một ngọc thụ cô ấy vội phóng thanh kiếm của mình tới cho dù là khai thiên cảnh thì trong tình huống không hề phòng bị cũng không ngăn nổi một kiếm này của ta kiếm của cô ta đã bị mên kẹp lại bằng hai ngón tay cái gì mên đã xuất hiện phía sau lô tuyết sỉ nhục người kiếm các ta tất giết không tha lô tuyết dù sao cũng là tứ phẩm khai thiên chỉ cần một kích đã có thể thoát khỏi kìm chế của tiểu tử đó, nhưng tại sao cô ấy không phản kháng? Họ dương kia, thả cô ấy ra. Tại sao hỏa hành chi lực của tên này lại tinh thuần tới vậy? Đừng nói phản kháng, mà mình bây giờ đến cả chống chọi lại hỏa hành chi lực này cũng là khó. Ti tiện, học ngươi thôi. Lần này là bổn tọa đã liên lụy tới các ngươi. Lục đương ra đừng nói như vậy, là bọn ti chức làm đương ra mất mặt. Ta đã không phải lục đương gia của xích tinh, ngày sau không cần gọi như vậy nữa. Lão cẩu, bây giờ trên tay ngươi có người của ta, trên tay ta cũng có người của ngươi, có muốn trò chuyện chút không? Thả cô ấy ra ta tha cho ngươi không chết. Quách tử ngôn, trên nguyên tử sơn, bọn chúng đã giết bao nhiêu người của ngươi? Hồi đại nhân, thủ hạ của ti chức tổng cộng có 72 người, bây giờ chỉ còn 39, tổng cộng đã chết trận 33 người. Giờ ta sẽ báo thủ cho 33 người kia, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, Danh con, ngươi dám. Một kích của men đã biến nơi đó nhuộm thành màu đỏ. Đậu xanh, vừa đúng 33 người, không dư một người, không thiếu một người. À, bổn tọa quên mất, ban nãy ngươi mới giết thêm một người. Ngươi muốn thế nào? Bánh ít đi bánh quy lại, ngươi mời ta xem kịch, thì bổn tọa sẽ mời ngươi xem một vở còn đặc sắc hơn. Mên dùng kiếm của lô tuyết đâm luôn vào ngực cô ta. Ngươi muốn chết, ngươi dám chửi thêm một câu, ta sẽ vặn gãy đầu cô ta. Quách tử ngôn, có ti chức, có sợ chết không? Sợ. Nhưng ti chức tin rằng nếu bọn ta chết oan, chắc chắn đại nhân sẽ thay bọn ta báo thù rửa hận. Đại nhân không cần để ý tới bọn ta, cứ việc hành sự tùy ý, huynh đệ bọn ta cho dù bỏ mạng nơi này cũng quyết không làm liên lụy tới đại nhân. Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng không? Cần tuân hiệu lệnh của đại nhân. Yên tâm, nếu các ngươi chết, ta sẽ khiến ba nghìn người này phải chôn theo. Tiểu bối tuổi tác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Có phải khẩu khí lớn không, thì ngươi sẽ biết nhanh thôi. Ta chỉ đếm đến ba, nếu như không thấy được kết quả ta muốn, thì ngươi chờ mà nhặt xác của nữ nhân này đi. Một. Tiểu bối đừng ép người quá đáng. Tuyệt đối không thể thua về khí thế, thua rồi thì xong đời hết. Hai. Ba. Thả người. Dương khai này vậy mà lại không màng đến sống chết của thủ hạ những cao thủ tứ phẩm khai thiên lại có ý nghĩa lớn đối với kiếm các chúng ta không thể tổn thất được đại nhân địa long đâu địa long không sao xuyên xuống nguyên tử sơn rồi quách tử ngôn đưa xích dao về trước đại nhân ngươi thì sao không cần lo lắng đám rác rưởi này không làm gì được ta đâu vậy đại nhân nhất thiết phải cẩn thận thả người đi bổn tọa trước giờ nói lời giữ lời đón lấy bây giờ thả người không phải chết chắc rồi sao Tiểu tử này điên rồi. Tiểu tử được lắm, chỉ với hành động này, ta kính trọng ngươi như một anh hùng, nhất định sẽ cho ngươi thoải mái. Sao lại thế này? Sức mạnh hỏa hành của cô ấy sao lại điên cuồng bá đạo như vậy? Nếu như không có ai giúp, e là Lô Tuyết sẽ không sống nổi quá nửa tháng nữa. Ngưng thần tịnh khí, toàn lực trấn áp để ta giúp ngươi. Giết hắn, hắn muốn dùng Lô Tuyết để cầm chân ta, trả trách lại thả người nhanh thế. Nhưng hôm nay chúng ta lại điều động nhiều người như này cho dù là ta không rảnh thì hắn cũng đừng hòng sống muốn lấy mạng ta các ngươi e là chưa có tư cách đó làm loạn ta thanh tu gây loạn tâm thần của ta hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi để tu thần thông của ta mên tung một trường đánh xuống đất khiến đám người kiếm các tiếp cận đều bị đánh bay đi đệ tử kiếm các nghe lệnh theo ta kết thành đấu thiên tinh la đại trận xin tuân theo hiệu lệnh đại trận đấu thiên tinh la đã được hình thành tiểu tử có thể chết dưới kiếm các đại trận của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chết đi, Mên thi triển long độn bí thuật. Tạo ra long thuẫn trước mặt, nhưng vẫn bị kiếm trận của bọn họ đánh tan. Đấu thiên tinh la đại trận, mấy trăm người hợp lực kết trận, lại có lạc thanh vân, tứ phẩm khai thiên chủ trì, uy lực quả thật khổng lồ vô song, nhưng... Còn phản kháng vô nghĩa thế, hôm nay ngươi chết chắc. Còn thiếu chút thú vị, không đúng lắm, không đúng chỗ nào đã là cục diện như này rồi mà tiểu tử này tại sao còn chưa dùng hết sức vẫn chưa dùng hết sức có phải các ngươi quên rồi trong tay tiểu tử này có một trường thương bí bảo uy lực cực lớn trong tay ngày đó cam hoàng chết ở dưới thương này của hắn nhưng bây giờ đã đến lúc then chốt sống chết rồi tại sao hắn không dùng các ngươi có nhớ trước khi hắn khai chiến đã nói gì không làm loạn ta thanh tu gây loạn tâm thần của ta hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi để tu thần thông của ta Tiểu tử này muốn kích phát tiềm năng của mình trong lúc sinh tử, tu luyện một loại thần thông nào đó. Làm gì có ai điên cuồng vậy chứ, đây là không cần mạng nữa sao? Giữa sinh tử có sự đáng sợ, sự sợ hãi, cũng có đại cơ duyên. Điên rồi điên rồi, tiểu tử này thật sự điên rồi. Mau xem, sau lưng hắn. Nếu không phải thái hư cảnh, tiểu bối đế tôn cảnh nhỏ bé, sao dám hỗ sược như vậy trước kiếm các ta chứ? Phá cho ta. Phá 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 cho ta. Theo ý nguyện của ngươi, lẽ nào đây là? Pháp tướng, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Dâu dâu diễm diễm lâu như vậy, bí mật của hắn vẫn bị bại lộ. Bi kịch ngàn năm trước, lẽ nào sẽ lại lặp lại sao? Đại đương gia, hỏa hành pháp tướng à? Nhìn đại nhật đó, họ dương này hình như đã ngưng tụ sức mạnh của Thái Dương chân kim. Không phải Thái Dương chân kim, trong Thái Dương đó còn có thứ khác. Tam túc kim ô, hỏa hành chi lực mà Dương khai đó ngưng tụ là kim ô chân hỏa. Ta nghe nói lúc trước khi Thái Dương chi tinh bị dập tắt, bên trong có một con đại kim ô sắp chết. Cuối cùng bị chủ của đệ nhất chạm chiếm được, tiểu tử này chắc không phải chính là ngưng tụ kim ô chân hỏa của đại kim ô đó chứ. Nếu thật sự là vậy, hắn ngưng tụ chính là bát phẩm kim ô chân hỏa. Hôm nay có kim ô đến đúc nhật, thượng thiên nhập địa. Duy ngã độc tôn. Không thể nào, Sao ngươi có thể mạnh vậy chứ? Là ngươi quá yếu. Ta không tin. Chúng đệ tử nghe lệnh. Cho dù phải bỏ cả tính mạng của các ngươi, cũng tuyệt đối không được để hắn có cơ hội sống sót rời đi. Hỏa hành của men đang thiêu kiếm trận của bọn chúng, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đấu thiên tinh la đại trận là cấm kỵ bí thuật, không duy trì được thời gian quá dài. Một khi lực phản thể của bí thuật đó đến mà chưa xử lý được dương khai, kiếm các chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn vậy mà lại là bát phẩm kim ô chân hỏa. Chẳng trách lực thiêu đốt xâm nhập vào cơ thể ngươi lại cùng bạo dai dẳng như vậy, đừng nói là ta, cho dù là các chủ cũng không cứu được ngươi đâu. Kim ô chân hỏa. Việc nặng nhẹ giữa hai thế lực tương sát, kiếm các không thể mất đi lô tuyết, nhưng càng không thể mất đi thanh vân và nhiều đệ tử như vậy. Ngươi, kiên trì một chút, ta đi rồi về ngay. Không ngờ rằng, ta đường đường là tứ phẩm khai thiên lại bị chèn ép ở trong thái hư cảnh này đến mức độ này. Ta đã là một quân cờ bỏ đi, hắn sẽ không quay về nữa đâu. Kim ô chân hỏa nhập thể, không thể hóa giải, chỉ có thể từ từ đợi chết. Trong khi đó men đã đốt cháy kha khá để tử kiếm các thành những ngọn đuốc sống. Trung phàn dùng kiếm bản mệnh tấn công tới, tiểu bối đừng có ngông cuồng. Tuy nói lúc trước thu nạp hắn làm lục đương ra chẳng qua cũng chỉ để xoa dịu hắn. Nhưng bây giờ ở thời khắc mấu chốt mà vứt bỏ dương khai, trở mặt với hắn thật sự là cách làm đúng đắn sao đại đương gia ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đại nhật thần thông đó vừa ra sợ rằng đại đương gia cũng phải tránh mũi nhọn nếu hắn thắng xích tinh còn có thể có kết cục tốt nếu tiểu tử đó thắng sợ rằng cũng là thắng thảm đại đương gia ngươi cảm thấy hắn có thể thắng không cần lo lắng cho dù hắn thắng trung phàn thì át cũng đại thương nguyên khí chu lập và long thái sao có thể bỏ qua cơ hội đánh bồi này đúng vậy cho dù kiếm các bị diệt lôi quang cũng không thể tha cho hắn sắp phân thắng bại rồi. Kết thúc rồi, có ngũ phẩm khai thiên trợ trận đúng là khác thật, mạnh hơn còn gà bệnh kia nhiều. Tiểu bối, ta sẽ giết ngươi. Kiếm trận của kiếm các bị phá, 300 đệ tử kiếm các suýt thì táng thân trong trận. Nhục nhã nhục nhã, các ngươi tới để xem kịch hả. Lúc này không ra tay, còn chờ tới lúc nào. Đế tôn ngưng pháp tướng, chúng ta có thể đánh thắng hắn không? Môi hở răng lạnh, nếu hôm nay không nhân cơ hội đánh chết Dương Khai ở đây, Người bị hắn huyết tẩy tiếp theo sẽ là lôi quang chúng ta. Lôi quang đệ tử nghe lệnh, theo bổn tôn giết địch. Sao hắn còn bình tĩnh như thế? Rõ ràng hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đến đại nhật pháp tướng cũng không thể duy trì được nữa. Lôi quang chưa hề ra tay, chúng có gần hai nghìn người, mỗi người chỉ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ cho Dương Huynh đệ chết chìm rồi. Dương Huynh, Dương Huynh, đại công cáo thành rồi ha ha ha. Tinh thị thủ hộ đại trận trong ngoài không tương thông, rõ ràng chỉ có mệnh lệnh của ta mới có thể mở thông đạo, thì làm sao tên này ra được? Ây ra ra, sao nhiều người thế này, đang làm gì vậy? Người tới là ai, mau báo tên họ. Thần đỉnh thiên, từ chân, ở trong thái khư cảnh này lại có đệ tử của động thiên phúc địa. Một tên dương khai đã khó giải quyết rồi, nếu còn thêm đệ tử của động thiên phúc địa, trận này còn đánh được nữa không? May không nhục mệnh, nhưng thứ này sát tính nặng, dương huynh sử dụng phải để ý một chút, chuyện đó thì dễ. Lần này đa tạ người. Nơi này ồn ào, ta đi trước một bước. Có rồi thì thường xuyên ghé chơi. Ê ê ê, đệ tử của Động Thiên Phúc địa chỉ tới để đưa một bình hồ lô. Đậu xanh, lúc nào rồi còn nói chuyện tươi cười, giết cho ta. Giết, lấy mạng hắn. Nay được bảo bối mới, đúng lúc lấy mạng chó của các ngươi tế thần hồ của ta. Mên mở nắp thả nguyên từ thần quang ra bên ngoài. Vũ khí của bọn chúng đã bị thổi tan, Bí bảo của mình bị thu mất rồi, Nguyên tử thần quang. Thuật luyện khí của thần đỉnh thiên trước không ai bằng, sau không ai vượt, nhất định là người ban nãy đã giúp Dương Khai luyện hóa Nguyên tử thần quang thành bí bảo. Người của Lôi Quang mất hết bí bảo bản mệnh miệng liên tục thổ huyết. Đã xong chưa vậy? Gọi ngươi một tiếng, ngươi dám không thừa. Ngươi còn có gì ngôn gì nữa? Tiểu Bối, ngươi đã phạm phải tối kỵ của thiên hạ, ngày khác ở dưới hoàng tuyền ngươi và ta sẽ còn gặp mặt. Đây là công kích ngưng tụ đạo ấn. Đạo ấn tổn thương, đó chính là hậu quả thân vong đạo tiêu, chết cũng không được yên ổn đấy. Trung phàn đã trở thành một cái xác khô. Trung phàn cũng chết rồi, kẻ tiếp theo chính là ta rồi hả? Tổng đà của kiếm các ở đâu? Chậc, dẫn ta đi, nếu không ta cũng sẽ không tiếc mà thả Kim Ô chân hỏa quay về. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Đi. Lát sau tại phủ đệ của Dương Khai, Nguyệt Hà cô nương, vừa rồi chiến loạn, chúng ta và Dương Huynh ít nhiều cũng có chút hiểu lầm, chút lễ mọn này mong hãy nhận cho. Lúc nguy nan thì bỏ rơi thiếu gia nhà ta không thèm quản, lúc này lại bám lấy quan hệ, xích tinh các ngươi thật đúng là tính toán hay lắm. Lời này của cô ta coi như đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Dựa vào khí thế của tiểu tử kia, ở thái hư cảnh này, xích tinh sợ là chỉ có thể chiều theo ý hắn thôi. Cảnh chuyển tới kiếm các tổng đà. Sao lại thế này chứ? là thú triều. Men đẩy cửa bước vào bên trong. Các chủ đại nhân, các chủ đại nhân lục phẩm khai thiên, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, sao lại có thể? Sao lại có thể chết ở đây chứ? Đây chính là kiếm các các chủ. Lục phẩm, dựa vào bản lĩnh của lục phẩm không thể nào lại chết bởi thú triều, từ trạng thái của hắn lại giống như không chút phản kháng liền bị kích sát vậy, có thể làm vậy. Kẻ giết hắn là trên cả lục phẩm. Chết rồi, đều chết rồi, kiếm các ta toàn quân diệt vong được rồi chẳng phải ngươi vẫn còn sống đó sao muốn khóc tang thì đợi lát nữa hãng khóc trước ngực hắn hình như có thứ gì đó ấn ký nhện này sao lại quen mắt vậy chứ một con nhện đang nhảy tới phía mên cẩn thận tiểu nhện nhện muốn đánh lén ra ra ngươi hả luyện thêm mấy trăm năm nữa đi đây là thứ này còn biến to lên được đọ to tiếng với ta thi xem ai miệng hơn nào Mên gọi ra Kim Thánh Long bản nguyên. Ta cuối cùng cũng nhớ ra đồ ấn nhện này vì sao lại quen mắt vậy rồi. Là ở trên người A-La, là thiên nguyệt ma thủ trong thái hư cảnh này vậy mà cũng có thánh linh. Tôn sát thần này vậy mà còn có Long uy hộ thân, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào chứ? Chỉ khai thiên đan đã có đến cả tỷ rồi, lão gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy đầu mà. Kẻ nào? Mên nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện ra người nào. Lúc này ở cách đó không xa bên trong là một bầy yêu thú đang vây quanh một con nhện khổng lồ. Vậy mà lại có thể phát hiện ra sự nhòm ngó của ta, có chút thú vị. Hướng đến có một gia hỏa thú vị, dẫn về đây, phải bắt sống. Vừa rồi rõ ràng ta có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Lẽ nào là đại chiến hôm qua đã khiến ta tiêu hao quá nhiều, nên xuất hiện ảo giác sao? Thôi vậy, nhẫn không gian của thi thể đầy đất này còn đợi ta đi lấy nữa đấy. Lô Tuyết, cô xem xem người này là ai? nhẫn cũng không có. Lô tuyết. Cô ấy đã bị một tên bò ngựa không chế. Cứu ta. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sao lại thêm tên nữa? Chủ mẫu đại nhân muốn bắt tên nào vậy? Thôi vậy, cứ bắt hết về đi. Nhóc con, chủ mẫu bảo ta bắt sống. Tốt nhất ngươi đừng có phản kháng, nếu không có thể sẽ phải chịu khổ đó. Mên né tránh những cú cắt từ tên đó. Tốc độ nhanh quá. Ngươi nhanh quá đấy, Chúng ta so tài chút xem ai có thể nhanh hơn có được không. Ta không thèm đọ cái này với ngươi đâu. Tốc độ của quái vật này phi phàm còn tiếp tục hao phí sẽ gây bất lợi cho ta. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nguyên tử thần hồ. Đây là thứ gì vậy? Ngươi đang tắm cho ta sao? Nguyên tử thần quang cũng vô hiệu với nó. Gia hỏa này ít nhất cũng là yêu thú lục phẩm. Dựa vào tên nhãi danh như ngươi cũng đòi giết ta. Đậu xanh. Máu của ngươi nhìn có vẻ rất ngon. Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, men bị nó xiên một lỗ lên ngực. Là ta bắt được ngươi rồi, nhóc con thật xảo quyệt quá đấy. Thương long của men đã cắt được thủ cấp của hắn. Cả hai cùng rơi xuống bên dưới, men dùng nhẫn thu lại thân xác tên bỏ ngựa. Đem thi thể không đầu của con bọ ngựa này vào trong những không gian trước đã. Ngươi không sao chứ? Không sao. Cô ta định làm gì? Ta chính là người đã giết nửa kiếm các của cô ta đấy. Lên đi, nơi thị phi, không nên ở lại lâu. Lô tuyết cõng men đưa tới một nơi nào đó vắng người. Lần đầu bị một nữ nhân cõng như vậy, ta vẫn đi được, đỡ đi là được. Cõng một nam nhân thế này vẫn là lần đầu tiên. Được rồi. Đi thôi, phía trước chính là tinh thị rồi, cố gắng thêm chút nữa. Thời gian trôi qua tại một lâm nhai sơn động nào đó. Cả nghìn võ giả đều bị ta chém giết, nhưng hôm qua lại suýt nữa chết trong tay bọ ngựa, đúng là mất mặt trong thời gian ngắn hậu chứng do bị kim ô chân hỏa thiêu đốt không thể xoa dịu phải xem tạo hóa của cô ta thôi hắn để lại trận pháp che giấu hơi thở xóa sạch hành tung trở lại phủ đệ của dương khai ngoài sân thiếu gia về rồi dương sư huynh xin chào đại nhân chào mừng đại nhân trở về không cần đa lễ quách thống lĩnh đã từ chức đại thống lĩnh của xích tinh bây giờ bọn họ đã không còn là người của xích tinh nữa bọn ti chức nguyện đi theo đại nhân trước yên sau ngựa dốc sức vì đại nhân. Được, nếu vậy thì sau này các ngươi đi theo ta, chuyện khác ta không dám bảo đảm. Nhưng có một điều, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, ta tất không phụ các ngươi. Đa tạ đại nhân. Đây là đầu của ba nghìn người ngươi đã giết khi trước, bọn ta đã thu hết lại cho ngươi, phân loại đàng hoàng ra rồi. Xem ra còn phải nhờ các ngươi vất vả thêm một phen. Mên đem hết nhẫn của người trong kiếm các về cho bọn họ xem. Ba người họ nhìn mà kinh hãi hoa hết mắt. Thiếu ra, Ngươi lại giết bao nhiêu người vậy? Nghĩ cái gì vậy? Trước khi ta đi tinh thị của Kiếm Các đã bị san bằng, tất cả mọi người đều chết sạch, số nhẫn không gian đó chẳng qua là đồ ta nhặt về thôi. Tinh thị của Kiếm Các bị san bằng, là ai có bản lĩnh như vậy? Thiên Nguyệt Ma Chu, đó là thượng cổ thánh linh đứng trên đỉnh thế giới, chỉ có thượng phẩm khai thiên mới đủ sức chiến với nó một trận. Đây là kẻ đã tập kích ta ở Kiếm Các, ta Suýt đã vong mạng trong tay hắn, hắn có thể đả thương đến ngươi? Lạ thật, thư có thể làm ngươi bị thương ở thái khư cảnh này thì thực lực nhất định không tầm thường, sao đến cả hóa hình cũng không hoàn chỉnh. Có lẽ là do thiên địa pháp khác với những nơi khác của thái khư cảnh trăng. Với dị thú có thực lực như xích giao địa long, theo lý phải đã hóa hình rồi mới phải, cũng không biết vì sao chúng mãi vẫn chưa khai linh trí. Đại nhân, mấy vị đương gia của xích tinh đang cầu kiến bên ngoài. Bọn họ tới để cầu hòa đấy, đại thiếu gia, gặp hay không gặp đây? Gặp, tới cầu hòa thì nhất định phải mang tới lợi ích, tại sao không gặp? Lần này sợ là xích tinh phải tốn kém nhiều rồi, không biết vị thiếu gia này sẽ chặt chém ác cỡ nào đây. Đại đương gia, theo ta thấy chúng ta cứ đi vào là được, đứng ở đây đợi đến bao giờ chứ? Cầm miệng. Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi không muốn sống thì cũng đừng liên lụy tới bọn ta. Cánh cửa từ từ được mở ra. Nguyệt cô nương, tình hình thế nào rồi? Các vị đại nhân, mời vào đi, Thiếu gia nhà ta có mời, làm phiền nguyệt cô nương rồi. Ôi mẹ ơi, từ đâu ra nhiều nhẫn không gian quá vậy? Quách đại thống lĩnh. Trần đương gia có việc sao? Nếu muốn tìm đại nhân nhà ta thì giờ hắn đang ở khách điện. Đợi một lát đi, đợi một lát đi, ta chỉ muốn hỏi một chút, số nhẫn không gian này từ đâu ra vậy? Là do đại nhân mang từ chỗ kiếm các về. Chỗ kiếm các? Một chiếc nhẫn không gian tương đương với một mạng người. Đại Dương gia một mình dương khai đồ sát cả kiếm các sao, thế thì tâm tính phải tàn nhẫn cỡ nào? Chúng ta thật sự phải. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, việc nên tới rồi cũng sẽ tới. Lát sau trong khách điện, xích tinh triệu bách xuyên, bái kiến dương tiên sinh. Loại người này chính là châu chấu sau thu, không chạy lậu được nữa đâu, chỉ đợi rời khỏi thái hư cảnh sẽ lộ ra nguyên hình, bất kể là khai thiên cảnh nào cũng đều có thể xử lý hắn. Ngày trước thuộc hạ không hiểu chuyện, có chút hiểu lầm không vui với Dương Tiên Sinh. Triệu mỗ hôm nay đặc biệt đến cửa bồi tội, mong Dương Tiên Sinh lượng thứ, trên dưới xích tinh ta. 37. Cái gì? Tất cả thu lợi của xích tinh ngày sau, bao gồm thu lợi từ việc bán khai thiên đan ở tinh thị, các loại vật tư thu hoạch được từ thái hư cảnh này. Ta lấy 7 phần, xích tinh 3 phần. Hắn là đang ăn cướp hả? Nếu đại đương gia không thể đáp ứng yêu cầu này, vậy cũng không cần phải bàn nữa. Thực lực vi vương, cường giả vị tôn yêu cầu này của dương tiên sinh rất công bằng ba bảy thì ba bảy ngày sau tất cả lợi nhuận của xích tinh sẽ phân cho dương tiên sinh bảy phần đại đương ra hãy nghĩ kỹ xích tinh ta có thể đáp ứng yêu cầu của dương tiên sinh cũng mong dương tiên sinh hãy đáp ứng một yêu cầu của triệu mũ nói ra nghe xem mời dương tiên sinh làm việc cho xích tinh ta cung phụng cho xích tinh ta đương nhiên đây chỉ là một danh hiệu tất cả ngôn hành của dương tiên sinh xích tinh ta đều sẽ không can dự nhưng nếu Dương Tiên Sinh có yêu cầu, xích tinh ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể, Dương Tiên Sinh thật đúng là người sảng khoái. Tiên Sinh bôn ba chiến đấu, chắc hẳn cũng đã mệt rồi, triệu Mẫu xin cáo từ, ngày khác sẽ lại đăng môn bái phỏng. Đại đương ra đi thong thả, xin phép không tiễn. Cô muốn hỏi gì? Vì sao ngươi lại đáp ứng triệu bách xuyên? Chắc không phải chỉ vì bảy thành lợi ích của xích tinh chứ. Ta tự nhiên có lý do của ta, xích tinh vì để mượn thanh danh của ta, nhất định sẽ đem tin tức phát tán ra ngoài. Thảm trạng của kiếm các cô cũng biết rồi đấy, ai biết được lần tới nơi này liệu có bị thánh linh chăm sóc hay không. Nhưng mà thái hư cảnh áp chế sức mạnh khai thiên, nếu như thực lực của xích tinh đủ mạnh, thánh linh chắc chắn sẽ có sự cố kỵ. Cho nên ngươi mới nguyện ý để xích tinh mượn uy danh của ngươi, lên kế hoạch trước. Thái hư cảnh này cũng không biết lúc nào sẽ đóng lại, cũng phải đề phòng lỡ như, từ chân kia đi đâu rồi động thiên đệ tử thần xuất quỷ nhập ai biết được hắn đi đâu chứ ta đoán hắn có được nguyên từ thần thạch lục phẩm có lẽ sẽ tìm nơi nào đó để ngưng tụ kim hành chi lực thật đáng tiếc đệ tử của thần đỉnh thiên tinh thông trận pháp và luyện khí ta vốn muốn để hắn giúp bày đại trận ở tinh thị cô đi giúp ta đem quách tử ngôn bọn họ đến đây ta có việc phải nói đại nhân hôm nay gọi các ngươi đến đây là muốn thực hiện lời của bản tọa hôm đó ngưng tụ đạo ấn không có ngưng tụ đạo ấn người tu hành âm dương ngũ hành chi lực đứng sang một bên. Những người đứng ra ngoài đều đã tu hành âm dương chi lực rồi sao? Các ngươi đã tu hành đến mấy tầng sức mạnh rồi, từng người nói ra nghe xem. Đại nhân hỏi thì cứ việc trả lời là được, tên đầu tiên, người nói. Hồi đại nhân, tiểu nhân bất tài, mới ngưng tụ thủy hành chi lực, nhị phẩm nhỏ bé, tình hình của những huynh đệ khác cũng tương tự. Nếu như đã ngưng tụ sức mạnh, căn cơ đã thành, trừ phi tìm thấy thái ất tinh thần thủy hoặc là những thiên tài địa bảo thanh tẩy đạo ấn khác trùng tu căn cơ nếu không ngày sau thành tựu hữu hạn nhưng mà mặc dù căn cơ đã thành nhưng trên cơ sở vẫn có thể có được sức mạnh càng mạnh hơn chắc hẳn các ngươi cũng biết đều là tam phẩm khai thiên thực lực của nhau cũng có thể có khoảng cách rất lớn nhỉ ý đại nhân lẽ nào là phẩm giai cao thấp của âm dương ngũ hành trì lực không sai đồng thời là căn cơ tam phẩm nếu như có một người toàn bộ là sức mạnh tam phẩm mà một người khác có mấy loại tứ phẩm hoặc là sức mạnh mạnh hơn, vậy thì thực lực có thể phát huy ra tự nhiên cũng mạnh hơn người trước. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh luyện hóa, không cần biết là ngũ phẩm lục phẩm, bản tọa tuyệt đối không bỏ mặc, cứ việc hỏi ta, các ngươi muốn mấy phẩm thì nói đi. Đại nhân, ti chức lương thanh sơn muốn xin một phần ngũ phẩm mộc hành. Tiểu tử này giỏi lắm, vừa lên đã muốn ngũ phẩm. Có chi khí, ta tán thưởng ngươi. Vật này ta cũng không biết là vật gì, mặc dù là mộc hành, lại có ngũ tinh chi khí, ngươi có lẽ có thể dùng được. cầm đi đi, tạ đại nhân. còn về các ngươi, khả năng xây dựng là mạnh nhất. nếu như chưa ngưng tụ đạo ấn, vậy thì không vội ngưng tụ, nhân cơ hội tốt này rèn luyện tốt căn của mình, đem tiềm lực của mình khai phát đến cực hạn. à, đại thống lĩnh, ngươi đã thành nhị phẩm khai thiên, cũng không cách nào quay đầu trùng tu. muốn ban thưởng gì ngươi tự mình nói. đại nhân nặng lời rồi, làm việc cho đại nhân là việc trong bổn phận của ty chức sao dám đòi ban thưởng gì chứ nghĩ kỹ xem ngươi sẽ cần thứ gì đó đại nhân ti chức có một tiểu nữ đang bái sư tu hành ở bên ngoài nhà bản tọa có mấy vị thế thiếp rồi trước khi ra ngoài nương ta còn từng dặn ta không được trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài nữa ta đã quyết định tu tâm dưỡng tính rồi không đến mức bất đắc dĩ sẽ không cưới thêm vợ nữa trừ phi ngươi ép ta đại nhân hiểu lầm rồi tiểu nữ kia của ti chức đến nay cũng tu hành đến đế tôn cảnh rồi Ty trước muốn thay nó xin một số đồ. Được, được thôi. Đợi chúng ta ra khỏi Thái hư cảnh, ngươi nhớ đem cô ta đến cho ta gặp, nếu như tư chất thật sự không tồi, nguyên liệu lục phẩm cũng có thể cho ngươi. Sau đó tại Ngọa Long Sơn, Nguyệt Hà nói duy có sức mạnh trên thất phẩm mới có thể ngưng tụ ra thần thông pháp tướng, từ trước đến giờ có thể ở đế tôn cảnh có tầng cấp thần thông pháp tướng này, chẳng phải chính là những nhân kiệt đỉnh trần nhất sao, ta cũng không biết chính mình vì sao có thể làm được đến điểm này. Nguyệt Hà nói thần thông pháp tướng vừa xuất việc ta ngưng tụ kim ô chân hỏa căn bản sẽ không giấu diễm được nữa. Nhưng mà ta vốn dĩ cũng không quá muốn giấu diễm gì hết, bại lộ thì bại lộ vậy. Kim ô chú nhật. Hiện giờ cho dù có khai thiên lưỡng phẩm trước mắt, ta cũng có thể đem hắn đánh bại. Nhưng mà pháp tướng tiêu hao thật sự kinh người, chỉ sợ không đến một nén hương thì đã không duy trì nổi nữa. Long độn bí thuật này chính là thần thông của cự long này lúc sống, kim ô chân hỏa sẽ giúp ta tham ngộ ra thần thông pháp tướng như vậy của kim ô chú nhật. Thổ Long Chi Châu kia và bất lão thụ ngày sau cũng nhất định khiến ta tham ngộ ra thu hoạch khác. Thời gian trôi qua trên đỉnh ngọa Long Sơn Sơn Đầu. Nhất thương thập sát, lôi thương quyết, thương Long Bích. Bí tịch liên quan đến thương thuật thương đạo trên tay ta cơ bản đều ở đây rồi, cơ bản đều là tìm thấy từ kiếm các. Sau khi có được thương Long Thương ta còn chưa nghiên cứu luyện tập thương thuật tử tế đâu, việc trên xích tinh có Nguyệt Hà chăm lo, ta vừa hay có thể nhân khoảng thời gian này nghiêm túc tham ngộ một chút sau đó tại thâm sơn có chút hoa mỹ mà không thực nhật thương thập sát lôi thương quyết ta chưa từng tu luyện thứ gì có lôi hệ không thể hoàn toàn phát huy uy lực của chiêu này thương long bích thứ này không tồi phòng ngự hữu hiệu khá thực dụng sao cô ta tìm đến đây vậy trên tiểu sơn phong không có sát khí không thấy oán hận cô không phải đến để tìm ta báo thù nói đi có việc gì ta vậy đợi ngươi nghĩ kỹ rồi nói thiếp thân muốn theo đuổi đại nhân. Cô nói cái gì? Ý nhầm, không không không, là đi theo đại nhân. Nói nhanh quá, ta muốn đi theo đại nhân, xin đại nhân ân chuẩn. Cho dù cô ta có rộng lượng đến đâu, có thể buông xuống việc của kiếm các, nhiều nhất cùng chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng với ta thôi. Vì sao lại đặc biệt đến cầu đi theo ta chứ? Ta không có ý gì khác, thái hư cảnh hung hiểm, ta muốn sống sót rời đi, đi theo ngài là lựa chọn tốt nhất của ta cô thật sự có ý này cô chính là tứ phẩm khai thiên sẽ không cảm thấy ủy khuất sao nguyệt hà cô nương cũng đi theo đại nhân cô ấy chính là ngũ phẩm khai thiên đấy cô ấy có cảm thấy ủy khuất không mồm mép nhanh nhảu ta thích ngoan ngoãn ở yên đó đừng phản kháng chắc không phải hắn đã hiểu lầm gì rồi chứ ta chẳng qua là nói muốn đi theo hắn không hề có ý gì khác đâu ấy thương thế của cô chưa khỏi tự trị thương trước đi không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta. Ấy, đây là đâu? Không gian thuẫn di thật cao siêu. Mên vẫn miệt mài luyện thương thuật, thì ra hắn không phải muốn chiếm tiện nghi của ta, mà là muốn dẫn ta cùng nhau xuyên qua hư không, bảo ta đừng phản kháng là vì đề phòng ta bị hư không phản phệ, vĩnh viễn không tìm được đường quay về. Nửa năm sau, thông qua tu hành khoảng thời gian này, ta đúng là đã thu hoạch không nhỏ, nhưng so với con trâu chấu hôm đó vẫn có khác biệt như trời và đất lẽ nào cách tu hành của ta đã sai đại nhân thi triển ngàn loại thương thuật đây là muốn tu tập thiên gia chi trường có cách nghĩ này nhưng mà cảm giác thu hoạch không lớn lắm ta suýt nữa thì quên mất cô ta cách làm của đại nhân cũng khá giống một người quen cũ của ta ồ người quen đó của cô cũng là tu hành như vậy sao dạ nhưng mà hắn thương thuật hắn thu thập được không nhiều như đại nhân hắn cuối cùng tu hành thế nào thành công rồi Hắn hao phí quang âm mấy chục năm tụ tập được bách gia chi trường, loại bỏ tất cả, tu thành tất sát nhất thương. Một thương đó là một kích mạnh nhất của hắn, khai thiên cảnh đồng phẩm dai khó mà trồng nỡ. Tất sát nhất thương, nhưng hắn tu bách gia chi trường chính là mất mấy chục năm quang âm. Vậy thiên gia chi trường này của ta phải mất bao nhiêu năm đây? Có thể nói cho ta biết con đường tu hành cụ thể của người quen đó của cô không? Ta nhớ khi hắn tu hành từng nói, lúc nào đợi hắn đem trăm loại thương thuật đó đều quên hết đi chỉ còn lại một thương, chính là lúc thành công. Không tồi, hắn có đạo của hắn, ta có lộ của ta, đạo của hắn chưa chắc đã thích hợp với ta, nhưng mà đúng là có giúp ích. Nửa năm nữa trôi qua. Nói gì mà hắn có đạo của hắn, ta có lộ của ta, đây chẳng phải là đang bắt chước người ta sao? Đại nhân nhanh như vậy đã thành công rồi. Bất câu giữ hành, bất câu giữ tướng, vô câu vô tốc. Bất hành giữ nhất thái, bất định giữ nhất tôn, tức có lôi đỉnh phong vũ lại có vũ lộ xuân phong siêu thoát thiền địa siêu thoát thuật triều thương ta đắc tự tại tâm ta đắc tự tại thương thuật thật đáng sợ rõ ràng hắn đi cùng một con đường với người kia vậy mà lại hoàn toàn định hình không có không gian để thăng ngược lại thương thuật này của dương khai còn có vô tận khả năng đại nhân đây là thương gì vậy tự tại thương tự tại thương biến hóa vô cùng uy năng vô tận không bị gò bó bởi bất kỳ thuật chiêu gì tự tại do tâm tên cũng như vậy nhưng mà tự tại thương, nghe chẳng uy phong gì hết, không bằng gọi là đại tự tại thương thế nào hả? Được, vậy làm theo cô, gọi là đại tự tại thương. Nếu quyết định đi theo ta, vậy thì theo ta về Xích Tinh xem thử đi. Tuần Mệnh. Cảnh chuyển tới đỉnh viên nhà Dương Khai. Tiền bối, rốt cuộc bao giờ Dương huynh mới có thể xuất quan vậy? Ta về rồi đây. Các ngươi có ý gì thế hả? Mọi người hiểu lầm rồi, ta và hắn. Hừ, Dương huynh hậu viện bắt lửa, huynh mau đi dập lửa trước đi, xong việc rồi ta lại nói chuyện với ngươi sau. Từ huynh, huynh hiểu lầm thật rồi, sự việc không như huynh nghĩ đâu. Nói chứ, sao ngươi lại tới đây? Dương huynh, lần này ta tới là có một đại tạo hóa muốn tặng cho huynh. Hả? À, nói nghe thử xem. Dương huynh là kỳ tài hiếm có, bây giờ chỉ ít đã ngưng luyện được ba loại thất phẩm chi lực rồi nhỉ. Không sai, nhưng từ huynh có từng nghe một câu nói không? Câu nói gì? Người thông minh sống không lâu, tên béo này chỉ mới gặp ta có hai lần, cũng không tiếp xúc sâu mà đã có thể đoán được nhiều như vậy, gần như nhìn thấu hết thực lực của ta rồi. Ta chỉ nói vậy thôi mà, không phải cố tình muốn nói rõ nội tình của huynh, Dương huynh chớ trách. Lần này ta tới tìm huynh là có liên quan tới thiên tài địa bảo thất phẩm. Thiên tài địa bảo thất phẩm, thuộc tính gì? Nếu không đoán sai thì hẳn là thủy hành. Từ huynh, nếu đã có thất phẩm thủy hành, thế thì huynh tự đi lấy là được. Tìm ta làm gì? Ngươi đừng nói với ta là bảo vật thủy hành này có tới hai phần đấy. Vật thất phẩm chân quý cỡ nào, làm sao có thể có tới hai phần? Chỉ là nơi này có lẽ sẽ có hung hiểm, Dương huynh thực lực không thấp, ta kéo huynh đi cùng cũng thấy yên tâm hơn. Không giấu Dương huynh, chuyến này không chỉ có hai người chúng ta. Nơi đó là do một người bạn của ta phát hiện ra, lần này sẽ có tầm 5 6 người cùng đi. Nhưng chỉ có một phần thất phẩm chi bảo, mà lại tới 5 6 người? vậy phải chia thế nào? Kết bạn cùng đi, đến nơi đó, sinh tử phú quý dựa vào thiên mệnh. Như lần trước từ huynh tìm ta muốn lục phẩm nguyên từ thần thạch, hẳn đã ngưng luyện ra lục phẩm chi lực, giờ lại ngấp nghé thất phẩm làm gì? Trong âm dương ngũ hành, mộc hành thủy hành là hiền lành nhất, lực trùng kích với đạo ấn cũng là nhỏ nhất, ta tuy trí ở lục phẩm, nhưng ngưng luyện thất phẩm mộc hành và thủy hành thì vẫn không vấn đề. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ từ huynh giúp. Việc gì? ta muốn mời ngươi bày một đại trận ở trong tinh thị để tăng uy năng phòng hộ của trận pháp này lên. Tinh thị này là tinh thị của xích tinh, Dương Huynh chẳng qua chỉ mang một danh nghĩa không thực quyền, việc gì phải phí công như thế. Sau này có lẽ sẽ có tác dụng. Ngày ước định hội họp của ta với mấy người kia là vào năm ngày sau, chúng ta phải xuất phát ngay từ bây giờ, nếu không sẽ không kịp mất. Thế này đi, chờ chúng ta trở về rồi ta sẽ bắt đầu. Không vấn đề, cứ theo ý Huynh là được. Sáng sớm hôm sau, chuyến này đi hẳn sẽ không mất nhiều thời gian lúc ta vắng mặt nhớ đốc thúc bọn họ tu luyện cần vật tư gì cứ việc tìm nguyệt hà đó nguyệt hà nếu gặp phải hung hiểm không thể cản được cô biết làm thế nào rồi đấy ha à. đại nhân có cần thiếp thân đi theo không không cần cô cứ ở lại giúp đỡ nguyệt hà quán xuyến tinh thị đi không cần tiễn nữa từ huynh chúng ta đi nguyệt hà tỷ tỷ ta có chút việc muốn nói với tỷ đúng là trùng hợp ta cũng có chút việc muốn nói với muội muội đi tới phòng ta đi sao ta lại cảm thấy chiến tranh giữa phụ nữ còn đáng sợ hơn trận chiến của dương huynh với kiếm các lôi quang thế nhỉ trong ngôn ngữ giao tiếp mỗi cái nhân mày mỗi nụ cười đều vô cùng đáng sợ quá đáng sợ ba ngày sau trên một hòn đảo nhỏ đến nơi rồi ê béo ngươi để bọn ta chờ lâu như vậy chính là vì cái tên này hắn tới từ động thiên phúc địa nào sao trước giờ chưa từng gặp mặt tiểu tốt vô danh thôi không phải động thiên cũng không từ phúc địa, không đáng nhắc tới. Tiểu tử này tên Lâm Phong, lúc nào mặt cũng như người ta nợ tiền hắn vậy, Dương Huynh đừng chấp nhặt với hắn. Vị này là cố phán của lang gia phúc địa. Vị bên đó tên Ninh Đạo Nhiên, người của tiêu giao phúc địa. Xin chào Dương Huynh. À yêu tinh khúc hoa thường kia đi đâu rồi? Tên béo kia, ngươi gọi ai là yêu tinh đấy hả? Có phải ngứa tai rồi không? Ai ra ra, ngươi véo tai ta làm gì? Mời dùng sức yêu tinh này tới từ âm dương động thiên tên khúc hoa thường dương huynh phải cẩn thận đấy cô ta thích nhất là quyến rũ đàn ông đừng để bị cô ta quyến rũ hút hết dương khí mà chết âm dương động thiên ta đi con đường âm dương hợp đạo chứ không phải mấy thuật hái hoa hạ lưu kia ngươi bớt nói xấu ta với người khác đi từ huynh nói quá rồi chỉ âm thì không sinh chỉ dương thì không dài âm dương giao hợp là thiên địa đại đạo không nghiêm trọng thế đâu ai ra vị tiểu ca ca này thật hiểu tình lý đó Tiểu ca ca, có rảnh rỗi chúng ta có thể bàn luận về hợp tu trì thuật. Ừm, có cơ hội nhất định trao đổi kỹ hơn. Tiểu tử này vừa tới đã mắt đi mày lại với yêu tinh khúc hoa thường, còn ra thể thống gì. Ta đúng là mù rồi, lại không nhìn ra tên khốn này là một tên háo sắc. Lời thừa không nói nhiều nữa, người đã đến đủ rồi, Lâm Phong, nên nói tình hình của bảo vật thủy hành đó rồi. Vừa đi vừa nói, tránh lãng phí thời gian. Cũng được. Lá liễu này không có chút khí tức nào của bí bảo, cũng không biết đã bị ninh đạo nhiên này thi triển pháp môn kỳ diệu nào, những đệ tử của động thiên phúc địa này quả nhiên ai cũng có tuyệt kỹ. Ta du ngoạn tìm kiếm trong thái hư cảnh này, ngẫu nhiên một lần đến ngoài biển lớn này đã cảm nhận được khí tức dồi dào của thủy hành ở trên một hòn đảo, vượt xa bất cứ bảo vật thủy hành nào mà trước đây ta đã từng thấy. Đó tuyệt đối là bảo vật thủy hành là thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Bảo vật thủy hành thất phẩm nghìn năm khó gặp, trong thái hư cảnh này vậy mà lại có bảo vật như thế. Trên hải đảo có rất nhiều hải tộc, bảo vật thủy hành hình như rất quan trọng đối với những hải tộc đó. Càng đến gần phòng vệ thì càng nghiêm ngặt, đáng tiếc lâm mỗ song quyền khó địch nổi bốn tay, bốn lần ta ra tay đều bị ép phải rút lui. Thẳng thắn nói trước, chúng ta có sáu người, nhưng bảo vật thủy hành lại chỉ có một, đến lúc đó tranh giành thì đừng trách lâm mỗ hạ thủ không lưu tình. Người ta cũng có ý này đấy, lâm sư huynh về mà bị người ta đánh chết, thì cũng đừng oán giận người ta nhé. Ngươi có bản lĩnh đó thì cứ đánh chết ta đi. Ta đều biết bản lĩnh của mấy vị có tư cách liên thủ với lâm mỗ. Nhưng vị này, nếu như ngươi không có tư cách, bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi, tránh đến lúc đó lại liên lụy đến chúng ta. Ngươi động tí là đánh chết người này đánh chết người kia, có thể học ninh sư huynh, nho nhã chút không? Không sao, lâm sư huynh suy xét như vậy cũng bình thường, chỉ là không biết lâm sư huynh muốn kiếm chúng ta có tư cách không như thế nào ngươi tiếp ba trưởng của ta, không chết thì chứng tỏ ngươi có tư cách này. Thuyền sẽ bị vỡ đấy, ai mà lo cho cái thuyền nát này. Mới lần đầu gặp Lâm Sư Huynh mà đã động tay động chân, tổn thương hòa khí, có điều Lâm Sư Huynh nếu đã muốn thấy bản lĩnh của ta. Vậy thì để cho ngươi thấy là được. Chạy rồi, chân cháo nói cái gì mà để cho ta thấy, tên béo mắt ngươi ở trên mông rồi à? Hạng chó mèo như này mà cũng đưa đến đây. Còn tưởng rằng là một tiểu tử được đấy, thì ra cũng chỉ là được mã ngoài thực chất vô dụng dương huynh rất đáng tin không đến nỗi thế chứ đột nhiên một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện trên mặt nước Hoa, cá mực to quá con cá mực này không đúng lắm lâm sư huynh không biết quyền này của ta có lọt vào pháp nhãn của ngươi không khí lực lớn quá cơ bắp này chắc thật cơ bắp những chỗ khác của ta càng chắc hơn khúc tỷ tỷ có muốn sờ không gian phu dâm phụ ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ba ngày sau đó, tổng cộng sáu người, hay là chia ra làm ba đường. Hai người đi cùng nhau, lên đảo từ các nơi khác nhau, còn lại thì đều dựa vào bản lĩnh của mình. Không sai, như này thì tổ nào có được, người bên cạnh cũng không thể oán thán. Ta cùng một tổ với Dương Tiểu Ca, hai người đồng thanh phản đối, không được. Tại sao không được? Đôi cầu nam nữ các ngươi chàng chàng thiếp thiếp trên thuyền, nếu thật sự để cho các ngươi một tổ, thì không biết sẽ làm ra chuyện đồi phong bại tục gì. Sự sống chết của các ngươi không quan trọng, lỡ như làm liên lụy đến chúng ta thì sao? Vậy ngươi muốn ta cùng một tổ với ai? Cùng tổ với Ninh Huynh là được. Vậy chúng ta đi trước một bước. Ngươi muốn ta đi cùng một tổ với tên đầu gỗ, tên béo, ngươi có ý đúng chứ? Dương Tiểu Ca, đợi sau khi ta về, chúng ta lại giao lưu nhé. Người ta đã không chờ được mà muốn thử hợp tu rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận đấy vậy coi như chúng ta đã nói xong rồi đấy nữ tử này hơi nhiệt tình rồi ta sắp chống đỡ không nổi rồi còn về dương huynh ngươi cùng một tổ với cố sư muội đi ta vốn muốn cùng một tổ với dương huynh có điều vẫn nhường cơ hội này cho cố sư muội đi dù gì người bình thường cũng không chịu nổi tính khí thối của lâm huynh nếu đã như thế thì lên đường thôi không thể để cho ninh đạo nhiên và khúc hoa thường có cơ hội trước dương huynh cố sư muội là chân truyền của lang gia phúc địa có địa vị cực cao ở lang gia phúc địa, ngươi đừng linh tinh với cô ấy, nếu không ngươi chờ mà bị lang nha phúc địa truy sát đi. Ta là người như thế sao? Ngươi tự biết mà làm. Cô sư muội, chúng ta cũng xuất phát thôi. Cô ấy xuất thân từ lang nha phúc địa, ta vốn muốn nghe ngóng sự tình của nhược tích, nhưng lại bị yêu tinh đó một mực quấn lấy nói chuyện thuật hợp tu. sư huynh, sư muội, ở chỗ này có thứ gì? vẫn luôn cúi đầu không ngừng bận rộn, ta còn tưởng rằng cô ấy đang luyện huyền công gì cơ thì ra là đang ăn vụng. Sao đệ tử của những động thiên phúc địa này không có ai bình thường thế? Sư huynh bảo bối này thật tốt. Sư muội xuất thân lang nha bảo địa, gặp rộng biết nhiều, thứ này sao có thể lọt vào pháp nhân của sư muội chứ? Ta là lần đầu tiên xuất môn lịch luyện. Sư phụ và các sư huynh sư tỷ chắc chắn đều rất lo lắng. Yên tâm, chúng ta sẽ có ngày có thể ra ngoài thôi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể đoàn tụ. Sư huynh nói rất đúng. Xuyệt, bên này hình như có rất nhiều hải tộc. Thiên địa pháp tắc của thái hư cảnh này quả nhiên không quá giống bên ngoài, yêu thú muốn hóa hình có lẽ cực kỳ khó khăn, không đơn giản như bên ngoài. Sư muội làm sao vậy? Sư huynh ta muốn nôn. Mặc dù bọn chúng nhìn xấu thật, nhưng cũng không đến mức ghê tẩm đến thế này chứ, muội phải không chế đấy, nếu không chúng ta sẽ xui xẻo lắm. Nghỉ ngơi một chút đi. Thì ra cô ta ăn cá khô, chẳng trách cô ta nhìn thấy những hải tộc kia lại cảm thấy ghê tẩm sư muội thứ đó chẳng liên quan gì đến ngư yêu hết, không cần phải nghĩ nhiều. thật sao? tự nhiên là thật. đám ngư yêu kia vừa xấu vừa tanh, sao có thể so sánh được với cá khô này chứ? đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ thực đấy. sư huynh cũng cảm thấy vậy sao? vậy huynh có muốn ăn không? sư huynh, suýt có người đến rồi. mùi gì vậy? cố sư muội, tên hải tộc đã ngửi được mùi cá khô. hôi quá xin lỗi dương sư huynh ta đúng là chịu không nổi nữa cô ấy tung ra một đạo ấn âm dương diệt luôn hai tên hải tộc màu xanh sư muội giữ lại kẻ sống các ngươi thật to gan lại dám đánh lén ô la la vĩ đại ô la la là thứ quái quỷ gì vậy ta chính là ô la la vĩ đại mau thả ta ra nếu không các ngươi sẽ mên cho nó luôn mấy đấm vô đầu này thì vĩ đại này tỉnh rồi hả các ngươi thật to gan lại dám đánh lén ô la la vĩ đại ta phải giết chết các ngươi ô la la câm miệng dám kêu linh tinh hiện giờ sẽ nướng ngươi luôn nhìn thấy cô nương bên đó chưa cô ấy thích nhất là ăn cá khô cô ấy sẽ băm ngươi thành từng lát từng lát khi còn sống rồi từ từ nướng ăn đừng ăn ta đừng ăn ta ô la la vừa tanh vừa hôi không ngon đâu nếu không muốn bị nướng thành cá lát thì ngoan ngoãn mở ra thức hải để ta trồng thần hồn khắc ấn cho ngươi trở thành nô bộc của ta ngươi thật là to gan, lại dám bắt ô la la vĩ đại. Cô phán nhai con cá khô trong miệng tạo nên tiếng động dọa hắn. Nô no bộc thì nô no bộc, ô la la đồng ý. Ngư yêu này rất kiêu ngạo, hắn căn bản không rõ thủy hành chi bảo kia rốt cuộc là gì, chỉ biết là thánh vật của hải tộc. Dẫn chúng ta đến nơi có thánh vật, chỉ có hải tộc tầng cao nhất mới có thể tiếp cận thánh vật, chúng ta không qua được, vậy thì đi đến đâu hay đến đó. Đợi lát nữa đem cái túi này cất ở trên người, đừng để người khác phát hiện. Sư huynh, hình như có chút chật. Sư muội, hay là muội quay lưng lại với ta đi. Thế này sao? Vẫn chật lắm. Thôi vậy, cứ vậy đi. Sao lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc nhỉ? Một ngày sau bên ngoài thần miếu. Ở đây tu hành, đúng là rất dễ ngộ ra được một số thần thông huyền diệu. Nếu có người công pháp hệ thủy đến đây tu hành thì có thể một ngày đi nghìn dặm. Ta thân phận của ta nhiều nhất cũng chỉ có thế mạng các ngươi đến tầng 3 thôi. Đi đi, nói làm thế. Lát sau ô -la, la đã lên tới tầng 4. Bên kia có thủ vệ thần miếu, ta không có tư cách đi vào tầng 4, lại gần sẽ bị giết. Nhìn dáng vẻ chắc thế nào hắn cũng không chịu đi nữa, hay là ta và cố sư muội trực tiếp xông vào vậy. Đột nhiên một tiếng động vang lên, khiến ô -la, la tái mặt sợ hãi. Cảnh chuyển tới trong thánh điện, con heo ngu ngốc nhà ngươi ta đã bảo ngươi bình tĩnh rồi ngươi vội đầu thai thế hả câm mồm chuyện đã đến nước này thì nói nhiều cũng vô dụng mở một con đường máu đi mau nhân lúc lộn xộn thế này ngươi cũng học chúng bị đánh bay xuống dưới đi mặc kệ chết thì chết ô la la ta chết mất tầng thứ bảy ta không nhảy đâu đánh chết cũng không một là nhảy hai là chết ngươi chọn đi bên ngoài có từ chân thu hút sự chú ý nên cường giả Hải yêu trong miếu này cũng bay đi không ít rồi, nếu ta và Cố Phán giết tướng đi ra thì chưa chắc không thể đắc thủ. Thủ vệ không thấy đâu nữa, ô la la đi xuống đây. Tầng 8, quả nhiên không có ai. Đi theo đầu cá đó đi. Đầu cá này không đơn giản. Những cường giả Hải yêu giống như không nhìn thấy hắn vậy. Tầng 9, đây chính là thánh vật. Tiên Thiên Chí Bảo, nguyệt châu này rõ ràng là một sự tồn tại ngang bằng với bất lão thụ sợ rằng là khắp thiên hạ cũng chỉ có một phần này. Bảo vật bảo vật, chỉ cần giết chết hắn thì bảo vật này sẽ là của ô la la vĩ đại ta. Ô la la lao tới tấn công tên đầu cá màu xanh, nhưng đã bị hắn dùng một kích đánh nát thủ cấp. Ôi trời, chuyện gì vậy? Giả vờ hải tộc xong, cảm giác trên người có mùi tanh của cá. Ninh đạo nhiên. Đã làm phiền Ninh sư huynh đi trước dò đường rồi. Bảo bối này tiểu muội không khách khí nhận lấy nhé khúc sư muội âm dương thái dịch quả nhiên huyền diệu ta lại không biết muội đi theo ta từ lúc nào đấy cải trang của huynh cũng không tệ mà không đúng sao lại là băng hành tên khốn lâm phong đó bị mù ư thứ chúng ta đánh đều là lục phẩm căn cơ mặc dù băng hành cùng là phân loại của thủy hành nhưng lại không ôn hòa như thủy hành cưỡng ép luyện hóa bát phẩm băng tính sẽ chỉ khiến đạo ấn bị hư tổn mà thôi hàn nguyệt châu vốn chính là băng phách côi bảo là các ngươi có mắt không chồng Quả nhiên đại tế tư anh Minh Thần Vũ đã biết được mấy tên các ngươi dương đông kích tây nên bảo bọn ta tới đây mai phục. Chẳng trách chúng ta dễ dàng tiếp cận thánh vật như vậy. Trung kế rồi, hai tên này chính là con người ư. Xấu quá đi mất, ngươi nói ai xấu hả? Các ngươi là đồ dị hậu. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, bắt chúng lại, đừng làm hỏng kế hoạch lớn của lão tổ. Tuân mệnh đại tế tư. Lần này đúng là bị tên lâm phong đó hại thảm rồi thoát ra ngoài hội họp với Lâm Huynh và Từ Huynh. Được. Hai người họ hợp lực đánh lui đám hải tộc. Sư Huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Khúc Hoa Thường và Ninh Đạo Nhiên đánh nhau với hải tộc rồi. Vậy chúng ta có cần đi giúp Khúc Tỷ Tỷ và Ninh Sư Huynh không? Không vội. Khúc Tỷ Tỷ và Ninh Sư Huynh của muội thực lực không tệ, tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Chuyện hôm nay rất kỳ lạ, chúng ta xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp tên tế tư kia nếu ra tay thì khúc hoa thường và ninh đạo nhân sợ là khó mà thoát được nhưng tại sao hắn chỉ quan sát chứ không hề có chút sát ý nào với hai người kia đừng mơ chạy thoát sao mãi chưa hết vậy quyển trượng có uy năng khó lường chúng ta không thể nào lại gần chứ đừng nói là tấn công đại tế tư đó khúc tỷ tỷ chúng ta đến giúp đây là các ngươi à dương tiểu ca giúp ta giết chết hắn còn hại tên nữa à tốt lắm tốt lắm lão tổ chắc rất thích các người Dương Tiểu Ca cẩn thận, đây là Thiên Băng Hành Bảo. Uy năng của Tiên Thiên Chí Bảo này không phải chỉ để dọa người thôi đâu. Chỉ thế thôi, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng trèo lên được cây. Vậy mà không sao, lần đầu ta gặp được người có thể chặn được uy năng của Băng Phách Hàn Nguyệt Châu đấy. Mên bộc phát sức mạnh sử dụng Kim Ô Chân Hỏa. Thần thông pháp tướng, khá lắm quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Phải bảo vệ Băng Phách Hàn Nguyệt Châu bỏ ra đi. Men cho tên tế tư một đấm, cây gậy trên tay cũng bị đánh bay. Hắn ta vội vàng hô hào thuộc hạ rút lui. Cùng ta tế lễ, thức tỉnh lão tổ. Trong khi đó tại thánh thành. Lần này bị ngươi hại thảm rồi. Đi thôi đi thôi, đắc thủ rồi hả? Nhóm của Men đang cố gắng bỏ chạy, khí tức mạnh quá. Cung nguyên lão tổ. Tin ta thì qua đây, ta mạng các ngươi thoát khỏi nơi này đành phải dựa vào không gian thần thông đưa họ chạy trốn thôi. Hừ, không lo được hắn nữa, tự mình cầu phúc đi. Cá mập lớn quá, là thánh linh, thánh linh ngạc xa. Đây chính là lão tổ của hải tộc, hôm nay chúng ta sợ là khó mà thoát nổi rồi. Lúc này men đã được mấy người tới trong miệng một con cá mập, đều đừng phản kháng. Tình hình không ổn, hư không bị nhiễu sóng rồi, ta không thể nào định vị đích đến, các vị đều cẩn thận. Sớm biết vậy, khi cướp được băng phách Hàn Nguyệt Cầu kia ta nên trực tiếp rời đi. Vết rách không gian đã được mở ra. Đây là, thực lực của Côn Sa đồ thật đúng là quá mức cường đại, vậy mà đến truyền tống của Không Linh Châu cũng có thể cắt đứt, dẫn đến ta định vị thất bại, tất cả mọi người thất tán trong vết nứt không gian. Thứ như Côn Sa có huyết mạch của Côn Bằng và Hải Sa, mà Côn Bằng lại là thứ đối đầu của Long tộc. Nếu ta rơi vào tay Côn Bằng, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Cũng không biết mấy người bọn họ hiện giờ thế nào cũng may ta có lưu cách liên lạc với tiểu bàn tử dương huynh không cần lo lắng khúc yêu tinh cô sư muội và ninh huynh đều vẫn còn sống chỉ là cũng giống chúng ta bị vết nứt không gian tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó trong thái hư cảnh chỉ có lâm huynh là không liên lạc được cũng không biết hắn còn sống hay đã chết không lo được cho hắn nữa dù gì khi đó hắn cũng không đi cùng chúng ta còn về việc bố trí đại trận người tùy thời đều có thể đến tìm ta được rồi vừa rồi tình hình cấp bách ta còn chưa kịp nghiên cứu kỹ băng phách hàn nguyệt châu đó nữa. Mên tiến vào bên trong tiểu huyền giới. Hát gì? Sao lại lạnh vậy? Chủ nhân chủ nhân, xảy ra đại sự rồi. Ở đây đột nhiên lại có thêm một mặt trắng. Đó không phải mặt trăng, là bảo bối ta mới có được. Băng phách hàn nguyệt châu sao đến nơi này lại biến thành trăng tròn vậy chứ? Lẽ nào nó có liên quan gì đến ánh trăng sao? Không cần biết là thứ gì, nếu người nó không nghĩ cách, Đồ đạc và hai người chúng ta đều sẽ bị lạnh chết. Ta không muốn bị lạnh chết đâu. Không cần lo lắng, ta câu thông tiểu huyền giới, mượn thế giới vĩ lực tăng cường cấm chế của dược viên là được. Nguyệt hoa hàn lãnh này vẫn đang ăn mòn cấm chế của ta bố trí xuống, phải thường xuyên gia cố. Các ngươi cứ nửa năm lại nhắc ta một lần. Ta đã nhớ rồi. Lúc này trên mặt biển. Cái gì? Ngươi muốn chết thế nào? Ngươi là cô xa. Chính là bản tọa mấy con côn trùng cũng dám nhòm ngó thánh vật của tộc ta, gan cũng không nhỏ. Đồ không ở chỗ ta, ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta đợi các ngươi nhiều năm như vậy, sao có thể nỡ giết chết ngươi chứ, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Kẻ trộm định nguyệt tinh ở đâu? Dẫn ta đi tìm hắn. Được, ta dẫn ngươi. Ta phải nghĩ cách mau chóng báo cho đám người dương khai mới được, nếu không đợi côn xa này giết đến, chỉ sợ bọn họ chẳng có bao nhiêu sức đánh trả đâu. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải một số nhân tộc cứ điểm thì thả sức thôn phệ. Con cá mập này. Nói ra cũng kỳ lạ, côn sa này mặc dù vô cùng tàn bạo nhưng lại không có chút sát ý nào đối với ta. Lẽ nào nói? Sa côn, nhìn bên này. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Thì ra là vậy, trong điện tích ghi chép là thật sao? Các ngươi đang tìm kiếm người tiếp nạp, ta chính là người tiếp nạp mà ngươi chọn chúng đúng chứ? Ngươi còn biết những gì nữa? Ta còn biết, ngươi sẽ không để ta chết, sự lựa chọn cho loại tồn tại như các ngươi không nhiều lắm. Không bằng nói cho ngươi, ta chính là chân võ động thiên đệ tử, trong thái hư cảnh này, ngươi có thực sánh ngang với ta, có 5 người. Nếu biết rồi, vậy thì ngoan ngoãn phối hợp, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. Tu hành một đời của lâm phong ta, toàn dựa vào chính mình, cần gì người khác ban lợi ích cho chứ. Trước mặt người ngay không nói lời ẩn ý, không bằng nói cho ngươi, mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là tiểu tử lấy đi nguyệt tinh, hắn mạnh hơn ngươi nhiều hợp tác với ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi không được thôn phệ nhân tộc ta nữa. Nếu không ta sẽ chết ngay, cũng sẽ không dẫn ngươi đi tìm hắn nữa. Được, bản tọa cho phép, dám uy hiếp ta. Đợi tìm dược tiểu tử trộm đi nguyệt tinh kia, lập tức sẽ an thịt ngươi. Nhưng mà ta mặc dù thành tâm muốn hợp tác với ngươi, nhưng ta và hắn cũng mới biết nhau mấy ngày, không biết hắn đến nay đang ở đâu. Cả đường này hắn vẫn không cho ta cơ hội báo tin cho Dương Khai, ta có lẽ có thể lôi kéo côn sa này một trận, lại tìm cơ hội hành sự. Tiểu bối đó thực lực không tồi, thanh danh chắc chắn không nhỏ, ngươi xuống tìm người nghe ngóng một chút có lẽ là biết. Các ngươi có ai từng nghe qua Dương Khai? Hắn đến nay đang ở đâu? Thánh linh này sao lại ngây thơ vậy chứ? Thái hư cảnh lớn như vậy, tìm một Dương Khai nhỏ bé có khác gì mò kim đáy bể đâu chứ? Người có biết Dương Khai không? Biết biết, tiểu nhân biết sát tinh đó. Sát tinh, hắn giết cả ngàn người của lôi quang, và đã tiêu diệt tinh thị của kiếm các, người chết trên tay hắn có đến hơn 10 vạn, nhẫn không gian đoạt được tích thành núi, hắn chính là sát nhân ma quỷ không hơn không kém. Thật hay giả vậy? Gia hỏa đó có thanh danh lớn vậy sao? Hảo tiểu tử, sát tính nặng như vậy, thật hợp khẩu vị của bản tọa. Ha ha ha. Lão gia hỏa, có biết Dương Khai đó đang ở đâu không? Hắn là cung phụng của Xích Tinh, đến nay đang ở trong tinh thị của Xích Tinh. Lão Đông Tây, mau chóng dẫn đường cho bản tọa trong khi đó tại phòng của mên lần này xông vào thánh địa hải tộc không phải chuyện chơi rốt cuộc mình đã cướp đi thánh vật của hải tộc một khi côn xa đuổi tới bên phía tinh thị không thế đấu lại được phải mau chóng cho tên béo trở về giúp mình bố trí đại trận mới được từ huynh bao giờ ngươi có thể về đến tinh thị của xích tinh không phản ứng chắc tên béo sẽ không bị côn xa đuổi kịp đấy chứ hả không để ý là còn có người cô là người trong phủ ta sao Sao ta chưa từng gặp cô? Hạ nhân ta mới thu, sao vậy? Có ý với cô ta? Có ý thì thu đi. Sao lại sinh ý thu người mới vậy? Bổn cô nương không thèm hầu hạ ngươi, thu ít người hầu hạ ngươi cũng không được hả? Được được được, cô muốn làm thế nào cũng được. Nguyệt Hà, lần này hình như ta gây họa lớn rồi. Sao nhanh vậy đã đuổi tới? Mau triệu tập tất cả mọi người trong phủ, chúng ta phải mau chóng chạy trốn. Cái gì đuổi tới? Không kịp rồi. Không đi được nữa rồi Côn sa ngươi làm gì Đương nhiên là ăn ngươi rồi Nếu đã tìm được tiểu tử kia Vậy ngươi không còn tác dụng nữa Một tiếng hét vang lên Tên khốn này Dương khai tiểu nhi Ngươi khiến bổn tọa rất nhung nhớ đấy Đáng đời ngươi Đột nhiên có một trưởng đánh tới côn sa Sao ngươi cũng ở đây Hạ nhân mà Nguyệt Hà mới thu đã ra tay đánh thánh linh côn sa Tất nhiên là vì nhìn chúng tiểu tử này ngươi không được cướp hắn với ta. Chờ ngươi đánh thắng ta rồi hãng nói, đáng chết. Cả hai thánh linh đều hiện nguyên hình chiến đấu, thiên nguyệt ma chu. Trúc cửu dương, hôm nay coi như ngươi hơn ta một nước. Đoạt linh chi chiến chúng ta sẽ tiếp tục phân thắng bại nhìn xem ai có thể cười tới cuối cùng. Côn sa vội vàng bỏ trốn ra khỏi biển, há miệng thả lâm phong ra ngoài. Tiểu tử đó ta không cướp được, chỉ có thể tạm lui cầu thứ kém hơn, may mà tiểu tử ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh tiểu bối từ hôm nay ngươi chính là người thừa kế của bổn tọa tương lai bổn tọa sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng ngươi phải làm một việc cho bổn tọa nếu việc này thành bổn tọa sẽ tha cho ngươi không phải chết trở lại trong đại điện của men chính là ngươi đã giết đại lạng của ta có thể trả thi thể nó cho ta được không là cái này sao bổn cung trúc cửu dương lần này xuất sơn chính là để tìm ngươi nữ nhân này không phải tới tìm dương khai báo thù đấy chứ ta tới không phải để báo thù chỉ là muốn nhờ Dương Khai tiểu huynh đệ giúp ta một việc. Tiền bối thì có thể có việc gì cần ta giúp? Không gấp, ngươi cứ về tu luyện trước đi, từ hôm nay ta sẽ ở lại đây, để hai ngươi làm thị nữ của bổn cung đi. Sao mình lại đi thuê được thêm một chủ tử thế này? Cô ta đã ăn không ngồi rồi ở chỗ ta 10 ngày rồi, còn không nói rốt cuộc muốn ta giúp việc gì, lòng dạ đàn bà đúng là khó đoán. Từ huynh, cuối cùng ngươi đã liên lạc với ta rồi. Mọi người giờ thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác thì sao? Còn sống, nhưng tình cảnh không tốt lắm. Những người khác tạm thời không sao, nhưng ngày tháng sau này ắt sẽ không dễ chịu. Dương huynh ngươi cũng phải sớm có tính toán, ngươi quá nổi bật, sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Có ý gì? Bị ai để mắt? Dương huynh có từng nghe nói về người thừa kế? Chưa từng nghe nói, ta cũng chỉ đọc được một vài ghi chép trong điển tịch của tổ tiên, vốn không coi ra gì, bây giờ mới biết là thật. Trong thái khư cảnh, không chỉ có một thánh linh là côn sa. Việc này ta biết. Sao ngươi biết được? Ngươi đã gặp phải rồi. Đâu chỉ gặp phải, bây giờ trong phủ đệ của ta còn có một thánh linh kia kìa. Quả nhiên Dương Huynh đã bị để mắt tới rồi. Có phải vị thánh linh đó nói với ngươi là có một việc muốn nhờ ngươi giúp? Sao từ Huynh biết chuyện này? Bởi vì chúng ta đồng mệnh tương liên, ngươi cũng bị thánh linh bắt đi. Ta bị bắt trên đường tới Xích Tinh tìm ngươi, thánh linh bắt ta tên là Chu Yếm. Còn ngươi thì bị thánh linh gì bắt được? Thiên Nguyệt Ma Chu. Rốt cuộc những thánh linh này muốn làm gì? Hơn nữa người thừa kế ngươi nhắc ban nãy lại là cái gì? Ai, đây chính là nguyên nhân mà ta truyền tin cho ngươi. Thái Khư cảnh cổ lão, thánh linh sinh sống ở đây không hề ít. Nhưng những thánh linh này sinh vì vậy, trường vì vậy, hạn vì vậy, ở trong Thái Khư cảnh này, cho dù thực lực của chúng có mạnh đến đâu, cũng khó mà phát huy toàn diện. Không sai lúc trước trúc cửu âm và côn sa mặc dù đánh đến nhiệt hỏa chiếu thiên nhưng hoàn toàn không thể nào thể hiện ra thực lực nên có của bọn họ những thánh linh này đồng nghĩa với sinh sống trong một nhà lao rộng lớn dương huynh nếu ngươi là bọn họ sẽ làm thế nào tự nhiên là muốn thoát khỏi nhà tù rồi đúng vậy các thánh linh cũng muốn thoát ra khỏi nhà tù này thoát khỏi sự trấn áp của thái khư cảnh hồi phục toàn bộ uy phong của chính mình nhưng sinh linh giới này của bọn họ muốn thoát được nào có dễ dàng Việc này có liên quan đến thể chứa mà lúc trước ngươi nói sao? Đúng vậy. Các thánh linh không thể tự mình rời khỏi thái khư cảnh, chỉ có thể tìm người dẫn bọn họ rời đi, mà người đó chính là thể chứa mà bọn họ tìm kiếm. Thánh linh nơi này có thể dẫn được ra ngoài. Có thể, nhưng mỗi lần chỉ có thể dẫn một, còn cần một số cơ duyên đặc biệt. Các thánh linh có thể tìm được thể dẫn là vì trong trận chiến đoạt linh, tranh giành một phần cơ duyên thoát khỏi sự gò bó của thái khư cảnh. Vậy thì ta đem chúc cửu âm nhét vào trong túi như ý chẳng phải là xong rồi sao? Ta biết Dương Huynh có một bảo vật, nhưng cho dù ngươi đem thánh linh đặt vào trong đó, không có phần cơ duyên kia, khi ngươi rời đi cũng sẽ bị thái khư cảnh giữ lại. Cơ duyên đó là gì vậy? Năm đó tổ tiên của thần đỉnh động thiên chúng ta cũng có người từng rơi vào thái khư cảnh, trở thành thể chứa và tranh đoạt phần cơ duyên này vào thời đại đó, lưu lại một số tin tức liên quan đến nơi này. Hắn có thành công không? Thất bại rồi, Phần thắng của lần đoạt linh chi chiến đó thuộc về một vị tiền bối của Hiên Viên Động Thiên, hắn đã dẫn đi một vị thánh linh từ thái khư cảnh. Mà vị thánh linh đó đã trở thành người hộ đạo của hắn, canh giữ bảo vệ hắn cả ngàn năm thời quang, người hộ đạo. Vậy cũng được. Chúng ta vì những thánh linh đó liều sống liều chết, cũng phải có chút lợi ích từ chúng mới được, nghĩ đến ngày sau xuất môn dẫn theo một thánh linh, vậy thì uy phong biết bao. Đến nay Chu Yếm và Thiên Nguyệt Ma Thù xuất thủ, vậy những thánh linh khác chắc chắn cũng sẽ không thể ngồi yên những thánh linh đó mắt nhìn độc địa ninh đạo nhiên và khúc yêu tinh có lẽ cũng đều chạy không thoát đâu không nói nữa chu yếm kia quay về rồi có thời gian lại nói rõ ràng với ngươi đa tạ từ huynh tương cáo những tin tức này rất quan trọng đối với ta